ba lô đạn. Qua vườn rau nhà Lão Tứ à, phá vườn rau nhà Lão Tứ à. Coi có gì đây không, vườn rau ghê không, trời ơi hẹ đi dẫm hết rồi. Lá gì đây, cần nước hả? Dưa leo. Mùa hè hoa phá. U mùng tới, mùng tới kìa, hai đồng mùng tới luôn, đầm mẹ hết đi. Dưa leo đây nữa nè, nó mà nó thấy cái thôi, dưa leo đây đâu rồi. Thu qua nè, thu qua non rồi, luộc chấm nước mắm luôn. Thu hoạch đi, vô mùa đông tới ông ăn không kịp đâu. Ồ, ớt kìa, u ớt dữ ta. Luộc này bứng về nhà chồng mới được. Chịu chửi nữa. Ớt quá trời luôn kìa, hái đi, hái hết đi, đầm mẹ. Không mua đâu tốn tiền. Rồi, ra đi mình đi nướng thịt. Cháy thịt thì chết luôn á. Thôi chết tôi rồi, cháy rồi, cháy rồi. Đây, mình lẩu tứ nướng thịt đi. Tức lưu đạn. Ủa thôi 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 thôi. Nhanh vô. Hả vô? Vô. Happy Sa nè. Vô. Chúc mừng Rodo. Vô quá. Bia gì kìa. Ở đâu? Má lâu lâu qua đổi bia liền uống nóng ghiền hay gì á. Đúng rồi. Uống lộn ghiền. À, không có kêu ấy hả? Hả? Anh chịu rồi. À, rồi. Rất thanh mồm. Có ngon lắm, không hôi đâu. Bảo đảm. Không hôi. Nghe mùi vậy. Nghe mùi không hôi. Em lột da, da hết mà. Đùa đâu được, đậm mà. Lấy da. Thôi bảo. À. Cá đuối. Cá mua ớt hả? Không, quên luôn. Không quên bỏ. Phải bỏ sạch đấy vô. Ngon. Ngon. Có ớt ở trái ngoài rồi. Ừ. Ngọt. Ngọt ha. Có quả tiêu thôi. Lâu lâu mới có. Ờ, ok. Hả, dạ. Rồi, mình vô đi. Cũng chạy ha. Thôi. Dạ tôi đóng tụi tôi ngoài cái chỗ nước á, tụi ngâm nó chậm á. Cái bẫy nước á, ngay trong cái này. Ôi nay ông nhậu ông xỉn ngậm ông ơi. Hả? Ông về ông nhậu một xíu rồi, chừng nửa tiếng sau rồi. Cái gì không, mấy cái mũi đó, đốt cái đùa cả. Nướng hết chưa? Chưa. Hàng yếu rồi, để này, để nắp này. Này vậy thôi hả? Gà mềm chưa? Đập mẹ. Xé phai. Ủa sao? Bố nó gà xé phai mà chơi đem bôi vô quế vậy. Nò. Gà nó làm gói rồi. Cục cải rồi. Ok chưa hả? Dạ. Thôi ăn thịt đi, khỏi ăn xương. Đó. Giấy à? Đụng kém quá. Lên luôn á, khỏi chấm à. Mặn, mặn quá khỏi chấm. Cắn sâu quá vậy. Nhậu tôi cắn dính này. Nhà chắc làm hai cây quá. Mở hả? Đưa vô. Hôm qua là cũng sáu bảy chai bụng. Cái dòng á. Gần cứng hả? Cứng thấy ngọt. Còn mới cắn cái sọt luôn. Đủ hả? Việt Nam hả? Ta để da á. Đọc cái da nó ra. Không cần lọ. Nó không sòi bỏ vô cạo vậy hết. Đúng không? Mà em lột tết rồi á. Ừ, em cạo trắng luôn, lột luôn, dài dạ luôn, chắc ăn luôn. Chắc chim đây là không bánh. Nấu lẩu là không bánh. Cái túi rồi, đừng có lấy màng, không ăn nó vậy chứ tâm á.
lột quen quá hết. Cái đuối mình chặt cái đường mang gió. Lấy nguyên cái bộ luôn ngay cái màng đó. Đây là gan thôi. Bơi đi, bơi. Nó gan rồi chầm như nước mắm. Này nó bán cục thịt mà. Mà phải cá tươi chứ cá muốn đá rồi anh ăn cái gan tan chết mẹ. Mà nó hư rồi. Nếu mà đóng đá nó hư rồi đâu ăn được. Đầu lăn á, lấy cái gan tươi đó còn thắng mỡ xào vô cái đuối. Ừ, nó mới béo. Chầm nước mắm á. Vậy mày. Dễ gì có. Có chứ. Đó tao mua gan có đuối tao câu không? Không, nó ở đây nè. Ở đây thôi. Ở đây thua. Vô. Trời, nó nè. Cắn được bỏ đi, nãy qua cái hành văn ra ngoài nữa rồi. Nhiều mà. Đó rồi. Ngày đó ngày dựng ngay cái đầu thôi. Thấy gần đứng mềm cắn vô cái ư. Không xong rồi lại Dương ơi. Bỏ cái dồi lên nướng luôn đâu. Kè không. Không mình nhà kè đâu mày mới lớn á. Tôi cũng cuốn lớn mày. Đúng rồi mày. Thôi là không không. Qua không nhậu, qua nhậu không chút mẹ cắn vô vừa cuốn thế mà. Dạ. Hôm qua tao giam, tao bỏ cái răng nào đâu, tao không có răng. Chứ mày không có gọi cái răng nào đâu, tao không có răng. Cái gì vậy đít đi? Cái này sinh viên này có gốc mà. Rồi, bốn lần nữa mình ra bốn lần. Sườn này sao? Hả? Mới hả? À. Nó đậm cộng đi, mẫu nữa. Màu khá, màu khá. Không điện trang qua mày. Rồi không, nó nổi chai ra. Quán chung. Quán chung lắm mà. Chắc nhà này cũng xỉn mẹ nữa rồi. Mẹ không, để ông bà mày ra đây. Lai. Lai mẹ hí chạy qua liền cái giọt liền gì. Sao? Mày có bỏ cái dầu vô nước không? Có còn nước mà. Mấy cái đời sao nó xảy. Bắp bắp qua đây nghe nè, bắp 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 bắp. Đó, con cậu với ba gần ấy chứ. Cũng như mình với cậu năm ấy chứ. Không, mà nó phải con 10 đâu. Trời, trời không trời. Mắm bù hốc ăn được. Cái gì đen thù ra? Mắm bù má. Mà cái mắm tôm lụi lụi vô. Nhậu nhậu ai mà ba lông là lát là có huyết ăn. Huyết tươi luôn à. Bỏ xuống nè. Bỏ xuống nè. Cho chung bằng ba lông là lát có huyết. Có huyết à. Tự nhiên thằng cháu huyết. Nghĩ con bia. Rồi. Nói trước à. Rồi. Cái thay dụng bỏ vô ha. Để ngoài. Xin đừng sớm à. Nãy giờ mà trốn buồn lắm. Nãy giờ hết rồi. Bỏ vô cái hộp đem đem màu đỏ nè. Là nãy như mẹ nói là phải khu ra uống đó, không có chịu không. Bỏ vô đi, bỏ vô đi. Dạ. Đó, giờ tao uống bia. Tao ngồi tao nghỉ rồi. Rồi tao uống với ai, bây giờ tao mày. Thôi, chỉ nữa. Tao đâu có sợ đâu thì không hả? Dạ. 56 năm mà đâu có sợ đâu. Chậm hết á, mình bắt bay mà căng hết á. Sách. Bay là con mày luôn á. Có ba chắc ba là con mày á. Ai giống như vợ mà tao cân luôn. Ba là con mày cho thêm thằng ở ké nữa. Cần hết. Cũng có thằng lai mà con bỏ chạy em bước chết. Không sao, để ba chứ không sao. Vô để ba chứ coi. Để ba chứ coi. Nó vô uống nó ly chạy vậy. Gà điều. Con gà đó ngay cái cờ ngủ. Gà điều mà đá dựng nhát vậy. Ngay cờ ngủ là ngủ à. Có cái dây bò. Ba đá mới nắm ngay cái ót là chạy rồi, chưa kịp đá nữa. Giờ đã mắm ấm là ngủ. Dạ. Yeah. Đụng theo mắt ba mà cũng căng hết á. Ba mà căng ở Việt Nam đâu. Còn chơi không bỏ qua ra đây tao sợ. Phải con bà nó chấp bốn cha con mày luôn. Ô, đó rồi. Đúng rồi, chấp bốn cha con mày luôn. Cái này uống cho con đúng rồi nè. Lên lần một đấy. Hay từ từ lên. Phải rồi. Chỗ đi chiếc lớn thì sao hả? Ừ. Cái ngọn gió từ đâu đưa đến nó bay ha. Rồi bay cho hai giá. Nửa tự dắt được uống ha. Chứ mà sửa cô gái là tao không.
Mua nè, vô. Đúng không? Chai nó nô dắt cho nó hết tươi rồi. Tao tự dắt tao uống nó tươi, còn sữa cô gái Hà Lan dắt cho nó mất cái mùi rồi. Nút thì được cái dắt. Nó được khỏe. Lúc mình mạnh mà dắt chứ nó yếu mà, thử dắt cho nó đủ chứ mày. Mẹ được cao quá. Ông Tướng. Đứng lại con Tướng, quay bụng lên coi coi. Trời ơi, hai thằng nó đen kìa. Khiếp đảm mày quá. Trời ơi, nó đen. Trời ơi. Cái này. Ê, vú đã không? Ông ở Hồng Khang vú đã không nè. Rồi, cạn đi. Dạ, rồi, cháu nó lộ ra nhìn mặt thôi chứ giờ đâu có làm đứa nào đấy. Ủa quê à, không có nào mà. Giờ cháu nội cháu ngoại rồi, giờ xong rồi làm khó kiếm nữa. Bây giờ mà làm giấy trong gia đình nè, mà nói trong ông nội trong số luôn, một hai đứa. Con gái lên thì ông theo là ông ngoại, ông này bây giờ. Dạ. Có thể mấy đứa. Ba. Cố mà. Tôi có à. Nhỏ nhóm gái á, nhỏ gái lớn không nè. Cố. Ba đứa. Ba đứa hả? Ghê vậy? Ba đứa con hả? Nó kêu ông này dạo bằng sơ rồi. Đứa nào là đứa trai đúng không? Đứa cố nào? Ba thằng trai hết luôn rồi. Trai luôn hả? Cố mà. Cố rồi, chứ chưa cố, sơ cố. Có bà Tư à. Ờ, còn có bà Tư mà bà là sơ. Tại vì con 12 người... 12 kêu cố rồi. Tại vì bà lớn rồi, mấy người kia lớn tuổi hết rồi. Con cháu nội có 12 kêu bằng sơ. Còn ông mày... Tao kêu bằng sơ. Bữa nay đi bác ba. Lần này về Việt Nam mình đây luôn, thằng thà thà luôn. Lấy mắt bự ra chụp tới cầm một cơ. Mưa tụng về. Nó ghê chứ. Cô hắn bị dụ. Cô bên nhà có ông Lão Tứ đọc gì? Đọc qua với một tơ nhiều lắm. Nắm bỏ ra. Không biết lấy gì nhớ không. Hôm nay tôi không tới nước, không sừng lắm. Hai lá quá trời luôn. Hai lá đâu biết đâu. Lá mới ngon chứ. Đợt giờ có dâu dền á, dâu dền nó rất là ngon. Lá quá trời luôn. Dâu dền nó mất cái mướp cũng được đó. Đồ nhớt lắm, dâu không. Cái thường mà nấu trong hồi xưa đi chị cái canh gì á? Cái này mà ăn đều đều mỗi tuần mà một tuần thôi cũng ba cử á. Một đời. Một đời. Ông đều đều luôn á. Ông là một thố, ông phần nữa cái còn phần nữa, ông phần nữa cái phần nữa. Một đời lá, một đời đó. Một đời không à? Một đời với mướp à? Mà chính là giống như ăn cơm mà không có canh mùng tơi, giống như da biển mà không sống nữa. Ăn cơm mà không có canh không được. Có hiệu nghiệm không? Hiệu nghiệm gì chứ, tức là ăn bị gì? Ăn mày ăn thì nó trơn chua còn chú chín mà nó nghẹt bét nó ra. Tại vì trơn chua. Không có hiệu nghiệm không? Còn mày có. Còn 5 ngày phải ăn hết 3 lần á. Còn tao là thịt. Ủa cái đó có dưỡng sao hả? Đó. Dưỡng sao hả? Chứ sao? Chú chính mà ăn như vậy mà chú chính mà da tàn làm đâu không à? Còn mày ăn vậy là mà da cứ ngón tay. Ok không? Trời ông ơi, con có ăn đâu cũng da làm đâu không mẹ. Cha nó chồng nguyên mai. Cha nó chồng nguyên vườn rau đó. À. Mày thấy mày sợ rồi. Tại bữa có nhậu mà giống như đi ngủ mà bỏ trốn đi ngủ thì giờ da bẹp bẹp không đó. Nhậu không ổn, nhậu mà không giết hết mình á. Nhậu không giết hết mình á, bèo bèo không? Rồi, làm nhậu nữa. Nhậu mà tới cuối luôn hả? Ai nói chứ được, nếu mà con gái là tao mê. Trời, quê, quá. Thôi, quán rớt là trai không. Come here, come over here man. Đây, đâu rồi? Cho nước. Ôi, đây, ai đâu vô hả? Sao còn mày đâu? Chính xác, come here. Come here. Trời ơi, tấm quân. Give me five. Không biết luôn. Give me five. Ờ, đỡ cơ rồi, con nó yên trong nước. Sao sao rồi? Sao mồi gì bét bén rồi? Mồi này không bén nó mồi kia chắc. Hết nổi rồi. Hào quá. Ừ, con hào nữa. Hào. Ê, con hào mình bỏ đó. Quy mà không ăn con hào đâu. Chiêu luyện chiến chiêu à. Chiến chiêu dưới đây. Không cần, cầm cái gậy đi thôi. Tôi lâm nghe nào đi tới luôn vậy thôi à. Thôi về. Bye bye, bye bye, bye bye. Kéo giỏ là kìa, đổ đồ cho anh kìa. Bye bye, bye bye. Bye, xíu coi. Cái bà toàn chứ.